Xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây guitar acoustic hàng Nhật chất lượng cao, ngoại hình đẹp, âm hay, giá cực kỳ tốt nha anh em nha. Tổng quan cây đàn anh em coi nè, một cây đàn đã qua sử dụng nhiều năm. Cây này tem của nó là 1978 nha anh em nha, 1978, 78 hay 76 gì lát mình quay cho anh em coi, thì là tem ghi như vậy nha anh em nha. Lát mình quay cho anh em coi có series của nó, hàng Nhật nha anh em nha, cây này là chuẩn Nhật 100% luôn. Takeharu WT250, hàng xịn có mọc đóng đầy đủ nha anh em nha. Đây là một cây đàn cực kỳ cao cấp, xịn và khá hiếm nha anh em nha, rất là hiếm, âm nó hay cực kỳ luôn anh em, âm rất là hay nha. Thùng đàn thì thuộc dạng thùng đàn dáng lớn anh em, thùng đàn to, âm hay cần phím là anh em coi nè, từ đầu đàn cho đến cần phím luôn. Anh em nào mà thích tiếng mọc nó to lớn nó vang thì chơi những cây như thế này nó tuyệt vời lắm anh em. Theo như mình đã tham khảo thì cái cây đàn này ở trên thị trường các trang quốc tế họ bán là mười mấy triệu không anh em, có chỗ bán 600 300 mấy đô, 600 mấy đô, chỗ nào bán 66 thì phải 300 mấy đô rồi nha anh em nha, 300 mấy 400 đô rồi, chưa tính phí vận chuyển này kia. Chỗ nào bán 600 mấy thì họ có free ship, có những nơi bán 800 900 luôn, 800 900 đô rất là cao. Cây này được đánh giá rất là cao ở thị trường quốc tế, thị trường nước ngoài người ta bán anh em. Mình theo mình tham khảo gì nha, mình cứ để tên trên màn hình để anh em tham khảo cho nó dễ. Rất là cao giá luôn anh em, ở đây mình bán thì giá rất là tốt nha, từ mình về được giá tốt, bán giá tốt cho anh em 4.500.000 thôi nha anh em. Takeharu, tên mình để màn hình cho anh em coi, WT250 nha. Cấu hình đàn, ngoại hình đàn đẹp nè anh em thấy không, đẹp ơi là đẹp nè, eo nè anh thêm vân gỗ cẩm đẹp không đó, rất là đẹp nha, hoàn toàn đẹp luôn. Lưng nè, đàn là đàn đã qua sử dụng nha, mấy chục năm rồi anh em, tem của nó như là 1976-78 nãy mình có nói với anh em á. Anh em coi gỗ nè, cực kỳ đẹp luôn nha, cần phím khóa đẹp hết luôn, nói chung là cái đàn là hoàn hảo anh em, hoàn hảo, chất lượng tốt mà âm cực kỳ hay luôn anh em, ngoại hình đẹp, giá nó thì rẻ cỡ 1/3 giá trên thị trường người ta bán thôi nha, từ hên xui anh em, về được giá tốt mình bán giá tốt cho anh em thôi. Cây này hoàn toàn không lỗi lầm, đẹp và nguyên zin 100% hết nha anh em, nó không có vấn đề gì để nói ngoài cái đẹp thôi. Tất nhiên là đàn cũ nhiều năm anh em nhìn sẽ thấy cái nước gỗ nó cũ, nó giống như bàn ghế hay là đồ dùng gia đình mình nhìn nó cái nước gỗ nó cũ xuống thôi anh em nha, nhưng mà nó vẫn đẹp hoàn toàn anh em thấy không, đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Âm thanh thì to vang rất là hay luôn, giá mình đang bán rất là rẻ nha anh em. Mình sẽ quay gần mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Đây, tổng quan cái đàn, mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình, cảm ơn anh em nhiều. Đây là tem của đàn nha anh em, Takeharu guitar. Ở dưới là cái mọc đóng anh em thấy không? Đây mình quay xích xuống cho anh em coi cái mọc đóng nè. 1978 hay 1976 anh em thấy không? WT250. Đó. Rồi ở dưới là mất gì đó, Kiso Fushi da băng ngay chỗ cái mọc đóng luôn đó, cái chữ da băng ngay mọc luôn á. Còn ở dưới cùng là cái series 807 rồi 32 hay sao nha anh em, coi giùm mình nha. Mắt cũng hơi kém, nhìn cũng không rõ lắm, mà đàn chất lượng là cực kỳ tốt luôn anh em, âm thì hay tuyệt vời. Rồi anh em coi tổng quan cái đàn nha, một cái đàn nhiều chục năm rồi anh em thấy không, đẹp nè, mặt tớp là đẹp, hoàn toàn đẹp luôn anh em, từng chi tiết luôn đẹp hết nha anh em nha. Này miếng dán chống xước nó cũng đẹp nữa nè, trần nè, trần đàn khảm bông tuyết là đẹp không, đầu đàn cũng đẹp nữa, khóa đàn đẹp luôn, gần như đồ hoàn hảo hết vậy anh em. Lưng là vân gỗ quá trời đẹp anh em thấy không, vân gỗ quá trời đẹp luôn, cẩm mà nó ra vân đều đẹp nhìn quá tuyệt vời đó. Eo nè, hai bên eo luôn, đo cái action cho anh em coi, action như số 1 nè, đẹp nè anh em, thấp hơn chuẩn miếng nha, chuẩn là lên đây đó, thấp hơn miếng dây 6 cũng vậy nha, chuẩn là ở đây, mình chỉnh thấp hơn miếng cho anh em chơi cho nó êm. Còn ngựa đàn thì còn rất nhiều, anh em mà muốn nâng muốn hạ gì thì cứ chỉnh thôi, thoải mái nha anh em nha, muốn chơi cao thì chỉnh cao, muốn chơi thấp thì chỉnh thấp. Còn âm của đàn thì ở mức tuyệt vời anh em, cái đàn này âm cực kỳ hay luôn nè, tiếng nó vừa vang vừa lớn vừa sáng và vừa ngân nữa nha. Rồi mình test cần phím cho anh em nghe đây, cần phím ngon lành hết nha anh em nha, không có nốt nào rè tè, không nốt nào lỗi gì hết nha.
Rồi mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn, nhưng mình thấy âm nó tuyệt vời lắm anh em. Âm cực kỳ hay luôn, tiếng vang lắm. Tiếng nó rất là ngân. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp, hầu như cái đàn đẹp hoàn hảo hết nha anh em nha, không có một chút nào vấn đề gì luôn anh em, ngon lành, giá lại rẻ nữa. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.